Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc, kính chúc các bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì mình đang ở chỗ đường dọc kênh Hộ Thông, còn phía trước mặt mình là cao tốc Trung Lương Sài Gòn. Cái này là cái hầm đi ngang qua cao tốc nha. Cái này là của xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hành trình mình đi từ kênh Hộ Thông này, mình đi ra ngoài kênh Quảng Thọ. Rồi mình chạy ngang trở lại ngang chỗ trường Trung học Phổ thông Tân Hiệp, là trường cấp 3 đó. Rồi mình đi cái đường đi ra ngoài ngang chỗ chợ Tân Hiệp, là đi ngang khu phố Rẫy. Có cái đường khúc này nó hơi xấu một tí nha. Cái kênh bên trái mình thì khúc này nó khá là nhỏ. Nó khúc này bạn thấy vòng vòng người ta trồng dừa không à. Bây giờ thì gần như là đi đâu cũng gặp dừa hết. Hồi nãy cái khúc sau lưng mình thì mình gặp người ta trồng lúa, trồng rau ôm, rau má rồi rất là nhiều luôn á. Còn qua khúc này thấy dừa nhiều. Nhưng mà qua phía bên đây mình thấy nhà cửa nó đông hơn là cái phía mà giáp ranh với Tân Phước. Rồi đây có cây bông giấy nữa, rất là đã luôn nè. Còn bên phải mình là bông trang nha. Nó dừa thì bạn thấy đa phần là mới trồng không à. Có một số thì mình thấy có sen bưởi, sen mít hoặc là sen chanh hạnh vô nữa. Nhưng mà gần như chủ lực vẫn là cây dừa. Nói dừa sim xanh hoặc là dừa mã lai. Còn nhà cửa thì rất là khang trang nha. Đặc biệt là mấy căn nhà mà mới cất á, rồi thường thường là nhà máy Thái không à. Nhưng mấy bạn đi ngoài lộ mà bạn thấy cái hàng rào mà ngon ngon á, là phía sau là thường là nhà đẹp không à. Rồi cái con kênh bên trái mình, cái chỗ này thì người ta dọn nó sạch sạch hơn tí nè. Nhưng mà không phải khúc nào cũng vậy nha. Rồi qua đây cũng cỏ cây không à. Nó bây giờ thì đi những cái con kênh nhỏ vậy thì ít gặp những chiếc xuồng lắm. Hoặc là ghe nhỏ, rồi bây giờ mình thấy hiếm lắm. Tại bây giờ thì ra những cái con sông lớn thì nó hay gặp những cái cống hết trơn à. Chứ bây giờ thì phương tiện di chuyển chính là đi xe không à. Nên bây giờ mấy bạn chạy những cái con kênh thì mấy bạn thấy càng ngày thì nó càng nhỏ. Thậm chí là mình đi những cái lộ cái cũng vậy nữa. Gần như là bây giờ người ta lấn ra hết trơn à. Khúc này thì nhà cửa còn thưa nha. Bởi vì nên nhiều khi cái con kênh thì nó cũng còn được được một tí. Chứ còn không thì thường nếu mà bên trái mình mà cái đường mà đông đúc á, là người ta sẽ lấn ra. Thậm chí là nước thải sinh hoạt người ta đổ xuống á. Nhiều cái con kênh này bây giờ nó bốc mùi kinh khủng lắm. Đặc biệt là vô những khu vực mà thành phố hoặc là thị trấn á. Hoặc là gần khu công nghiệp đâu đó sẽ gặp. Còn khúc này thì nhà cửa nó hơi thưa. Này chiếc xe đậu cái là gần bít cái lộ rồi. Nói xe kiểu đó là mình thấy thường thường là mấy anh lái đi mua dừa hoặc là đi mua trái cây đâu không à. Rồi phía trước mặt mình có cây đa rất là bự luôn nè. Ở dưới thì có cái miếu nhỏ đó nha. Các bạn thấy cây này thì mình thấy gần như là bự nhất dùng rồi. Rất là mát luôn. Nhìn ở trên cây mình thấy có nguyên cái tổ ong rất là bự luôn. Này không biết làm sao lấy nữa. Nguyên cái tảng chắc mình nghĩ chắc nó bự nhỏ hơn cái bảng xanh xanh ở phía bên phải mình. Chắc cũng cỡ nửa bảng, mình thấy rất là lớn luôn. Nhìn cái tàn là thấy rề ghiền tới luôn á. Khúc này mình thấy có trồng bông nè. Ở ba cái bông sao nhái nhìn rất là đã luôn nha. Còn phía bên phải mình thì vườn này là mai không à. Bây giờ thì đất ruộng, đất vườn nhiều chỗ người ta trồng mai cũng nhiều lắm. Đặc biệt là khu vực của Long An á. Long An mình thấy nhiều lắm. Ở đây thì có nhưng mà không bằng. Nó mai đây cũng khá là bự nha. Đa phần là tàn thông không à. Còn vòng vòng thì cũng là dừa thôi. Ngoài là phía trước bên phải mình là cái sân, phía trước người ta chơi bông chơi kiển luôn, nhìn rất là đã luôn á. Đây là hoa chiều tím, còn bên trái cũng là sao nhái thôi. Qua đó thì mình thấy vô tháng mưa đó, nó mọc dữ lắm. Nè, bên trái có trồng sồi đó nè, còn bên phải thì cũng là mai không à. Nó đất ruộng rồi người ta lên bờ, rồi người ta trồng mai. Đó bạn thấy người ta quấn bầu vê đó, người ta trồng chứ không.
còn bên trái mình thì cũng ruộng lúa mà. Tân Lý Đông thì ruộng lúa vẫn còn nhiều nha. Nhưng mà bây giờ nếu mà có điều kiện người ta lên đất vườn hết trơn rồi. Còn không thì người ta trồng những cái loại cây mà có hiệu quả kinh tế cao hơn. Nhưng mà lúc này thì lúa gạo đang lên ra. Nên bây giờ thì nhiều người bắt đầu người ta đổi cái hướng sang người ta trồng lúa. Mà không biết được bao lâu đây nữa. Bây giờ thì lúa gần như là mới gieo hạt rồi nha. Nên nó mới nảy mầm mà. Cũng như bên phải mình à. Ồ hay mới lúng phúng à. Còn bên trái nó lên cao đường tí. Còn không thì mấy bạn gặp rau ôm hoặc là rau má người ta trồng xen xen với vô. Nó còn dọc bên bờ bên trái mình thì toàn là mai không à. Thường là mai vàng hoặc là tứ quý nha. Nhưng mà mình thấy thì hay gặp mai vàng hơn. Lâu lâu thì cũng có bông trang hoặc là tùng đó, nhưng mà ít lắm. Chứ bây giờ thì làm nông thì nó cũng bấp bênh lắm nên nhiều người đổi sang làm kiểng. Nhưng mà mình thấy cũng hiu lắm. Tại giờ người ta đổi rau cũng nhiều lắm rồi. Cái này là cầu kênh Quảng Thọ nha. Cái kênh này thì mình thấy nó kéo dài ra tới cái khúc gần chợ Bưng Lực. Nè phía trước mặt mình có cái gió nè. Có cái gió rất là lớn nha. Đi trên những cái kênh hoặc là cái sông thì hay gặp nó. Bây giờ thì mấy bạn đi xuống những cái con kênh, con sông nhỏ nhỏ vậy nè. Thì cũng ít gặp đò ghe lắm. Thậm chí là xuồng ba lá nhiều khi kiếm không ra nữa. Ở đây mình sẽ đi thẳng luôn nha. Cái này là đi tới ấp Thân Đức rồi. Cái này là của xã Hân Hữu Nghĩa nha. Khu vực này mấy cái ấp tên chữ Thân mình thấy cũng nhiều lắm á. Nè bên trái mình thì trồng cỏ nè. Còn phía sau thì cũng là dừa không à. Đa phần là dừa tơ hoặc là dừa mới trồng. Dừa lão thì gần như là thấy ít lắm. Lâu lâu mới gặp thôi. Cái hướng này mình chạy nó hơi bị chói nắng một tí nha. Bên phải mình cũng cỏ không nè. Nó trồng cỏ thì thường người ta sẽ nuôi bò dê đâu. Ở đây thì có mít nữa nha. Có mấy cây bông giấy bạn thấy đó, dọc lộ nở rất là đã luôn. Vô tháng nắng là nó nở kinh lắm. Ở đây cỏ mới cắt nè. Còn bên trái mình thì dịch hút cỏ nó cháy lá hết trơn. Nó bên trái làm như là người ta mới bơm cát lên để người ta nâng đất lên hay sao. Bên trái cũng có căn nhà chưa tô nữa nè. Chạy ở dưới quê là hay gặp trường hợp lắm. Ở thành thì nhiều khi mấy bạn ít thấy chứ còn ở quê là đặc biệt là mấy khu vực vậy nè là hay gặp. Ở phía bên trái mình đó là trường trung học phổ thông Tân Hiệp nha. Ở trường Tân Hiệp nhưng mà mình thấy nó nằm ở trên địa bàn của Hân Cũ Nghĩa. Rồi bên phải có cái dừa dừa đó nè, người ta lấy mũ người ta đậy lên. Người ta để sát lộ vậy đó, đặng dễ cho cái gì vận chuyển chứ gì. Ngoài bên phải là cỏ không à. Nhiều khi cỏ vậy chứ không chừng là người ta đang quy hoạch không chừng. Ở đây ghé không. Tại vì ở dưới quê hay gặp những cái dự án vậy lắm. Nhiều khi nghe nói đất dự án nhưng mà 10 năm, 20 năm mà chưa thấy làm cũng có nữa. Nhưng mà thường thì nghe vô dự án thì gần như là cất nhà, cất cửa gì cũng chả được hết. Ở trường thì khá là lớn nha. Cái này mình đi mặt hông để mình chạy lên mặt chính cho các bạn coi. Như bây giờ mình thấy những cái trường cấp 3 hoặc là trường đại học rồi đó. Thì ngày xưa thì nó hay nằm ở trong khu dân cư hoặc là nằm thị trấn đâu. Còn bây giờ nó sẽ dời ra ngoài khu vực nông thôn hết trơn à. Ra đây thì đất nó rộng, xây cất nó thoải mái nữa. Có điều đi học thì nhiều khi nó hơi xa tí, nó không có thuận tiện. Ở trường này mình thấy cũng khá mới nha. Ở dưới khúc mình cũng vậy, trường cấp 3 bây giờ thì nó dời ra ngoài hết trơn à. Nằm phía bên phải hay phơi ba cái bông nè. Với ba cái dải nè. Cái đó mình có bản đồ thấy là cái đường đi đó, nhưng mà dần người ta phơi bích dịch hết trơn rồi. Rồi bên phải có mấy cái bông chiều tím nó rất là đã luôn nè. Còn vòng vòng đây thì trống lỏng rồi nha. Toàn là cỏ cây đâu không à. Đa phần mình thấy cỏ là nhiều. Nó mày cái trường thì nhìn rất là khang trang luôn nha. Nhìn cái mặt chính thì nó hấp dẫn hơn là nhìn cái mặt hông hồi nãy.
Ở trường học hay bây giờ thì xây cất lại hết trơn, với lên lầu với đạt chuẩn quốc gia nữa. Ngày xưa mà nếu mà trường mà đạt chuẩn quốc gia thì mình thấy một huyện thì chừng 1-2 trường, còn bây giờ thì đa phần là phải đạt chuẩn hết. Bây giờ thì đi đâu cũng đạt chuẩn hết. Ở khu vực này mình thấy vòng vòng trường thì trồng bông trồng hoa cũng khá là nhiều nha, đặc biệt cái đường đi vô trường nè. Hai bên này cũng hoa sao nhái với ba cái diều tím. Có đi lại khu vực này mấy bạn sẽ gặp trồng rau màu với trồng lúa nhiều lắm. Ở cái đường này nếu mấy bạn quẹo phải thì cái hướng chạy ngược lại ngang chỗ kênh Quảng Thọ đó nha, hoặc là đi về chợ Bưng đó nha. Còn quẹo trái thì cái hướng đi ra ngoài chợ Tân Hiệp. Nếu bạn đi về cái hướng bên phải mình á thì mới gặp ruộng lúa đâu, hoặc là rau ôm, rau má, với mình thấy ao sen đâu cũng nhiều lắm. Đường đó hiểm hở mình có quay rồi, nay mình chạy ngược lại ra ngoài đây nha. Nếu mấy bạn đi ngoài khúc quốc lộ 1A đó thì mấy bạn sẽ gặp những cái dừa, rau, củ quả đâu nằm ở ngoài đó nhiều lắm. Ở đây là khu vực quân sự nha. Nó ở ngoài thì che tôn trơn, nhìn vô gần như cũng không thấy gì hết. Thường ở những khu vực vậy đó thì sẽ cấm quay phim nên mình sẽ chạy lẹ quá. Ở khúc này mà kéo dài ra quốc lộ đó là hay gặp những cái quán mà bán cho học sinh đó mà. Tại vì gần những cái trường cấp 3 là hay gặp những cái quán như vậy. Ví dụ như bán trà sữa, mì cay hoặc là ăn vặt, bánh tráng trộn đâu. Với nếu mấy bạn đi giấc sáng thì hay gặp những cái quán bán ăn sáng. Nè bên trái mấy cây dừa nhưng mà người ta để cho nó chết hết trơn rồi. Có cây dừa bứng kiểu đó hiện thường là bán cho công trình nha. Ở đây có hủ tiếu nè, hủ tiếu 20k. Ở bạn đi những cái đường nhỏ vậy đó, hoặc là gần trường học thì nó sẽ giá như vậy, 15 hoặc là 20. Chứ còn đi ngoài lộ lớn hoặc là vô những khu vực trung tâm đó thì thường thường là khoảng 30 không à, có khi hơn đó. Đi quốc lộ mà bây giờ ăn tô 40 là bình thường. Bởi vì nhiều khi đi lại chỗ lạ thì mấy bạn coi giá trước nha. Thậm chí là người ta để giá nhưng phải hỏi lại cái nữa. Chứ để nhiều khi ăn xong tính tiền người ta nói đó là giá cũ nữa, nhức đầu nữa. Rồi đây cung tắm nữa nè. Mình đi giờ này thì gần như là những cái quán ăn sáng người ta dọn hết rồi. Có những quán là người ta bán suốt ngày đó thì nó còn thôi. Hoặc là bây giờ thì bán cơm trưa. Nè bên ngoài có đám cưới nữa nè. Nó cấm đổ rác. Bây giờ đi gặp cái bạn cấm đổ rác nhiều lắm. Ngày xưa thì gặp cấm xả rác, còn bây giờ thấy cấm đổ không à. Tại vì bây giờ mình thấy xả là bình thường quá rồi. Còn đống rác tự phát là hay gặp lắm. Cũng như bên phải mình là mấy cái chỗ trống trống vậy nè. Là lâu ngày là nhiều khi nó thành một cái đống rác cũng có nè. Dục rác trộm hoặc là dục rác ké đâu là bình thường. Dục rác ké mấy bạn đi ban đêm thì mấy bạn mới gặp. Cũng như trước cửa nhà có cái đống rác của mình vậy đó, thấy người ta chạy ngang người ta gửi ké vô. Ở vòng vòng hai bên thì dừa rất là nhiều nha. Tại vì mình đi ngoài lộ lớn thì người ta có quán xá nhà cửa nhìn thấy nó sơm tụ vậy. Chứ biết sao đất dừa không à. Là này quán cà phê nè. Phía trước có mấy cây trứng cá rất là mát luôn. Sát bên là trại hòm. Đường này nếu mấy bạn đi buổi sáng thì nó sẽ sung sung nha, chứ còn đi giờ này thì nó hơi vắng tí. Bữa hổm mình đi ngang buổi chiều cũng vậy nữa. Nhìn nó cũng y hệt vậy, không có thay đổi gì hết. Nó ra đây là mình ra tới khu vực thị trấn Tân Hiệp rồi nha. Cái này là khu phố Rẫy. Ở đây mình thấy có nhiều cái tên nghe cũng hay lắm á. Cái gì như bữa hổm mình đi mình gặp khu phố Cá nè. Hình như còn mấy cái tên nữa, nhưng mà tên ngắn ngắn nghe đã lắm.
có những cái tên thì nghe rất là bình dân luôn. Vòng vòng để thì mình thấy làm rẫy cũng nhiều lắm. Có bữa đi ngang khu phố cá thì thấy không có nuôi cá thôi, tại vì thường nuôi với ao mà nhìn từ xa mấy bạn cũng không có rành lắm nữa. Cũng như với ao mà nuôi cá tay tượng hoặc là cá ta đi, thì trừ khi nó nổi lên thì mình mới biết thôi, chứ còn bình thường là hơi thua. Nhưng mà những cái đất vườn đó thì người ta hay dặm cá đó nhiều vô lắm, dạng như là nuôi bỏ ống vậy đó. Này ra khu vực thị trấn rồi nha, nên nhà cửa nó sẽ đông hơn cái hướng sau lưng mình. Có quán xá rồi nó cũng nhiều hơn nữa. Như mình thấy lúc rài mà nhà mà sát lộ hoặc là có đất sát lộ đó, người ta hay buôn bán hoặc là cất nhà cho thuê lắm. Thậm chí là nhiều căn biệt thự mà lúc trước ví dụ như người ta cất phía sau á, cái người ta còn cái sân trống ở trước á, cái bây giờ bắt đầu người ta sửa lại thành những cái mặt bằng để cho thuê. Ở đây có karaoke nữa nè. Nó còn sát bên là nhà văn hóa nha. Này là nhà văn hóa huyện. Ở đây đang sửa hàng rào lại. Này chắc chuẩn bị đón Tết rồi. Thường là cái dịp gần Tết là mấy cái chỗ công trình công cộng hoặc là cầu đường đều là sửa chữa hết trơn à. Còn nhà dân thì ai có điều kiện người ta mới sửa nha. Chứ mình thấy Tết năm nay thì nó cũng điều hiu lắm. Ví dụ như người ta làm ăn dư giả thì người ta sửa sơn phết rồi. Còn ví dụ như hiếu tước hụt sao thì mình thấy gồng qua cái Tết là cũng đổ mồ hôi rồi. Tại vì gần Tết là gần như là đủ thứ tiền để chi hết à. Đặc biệt là về thăm nhà, thăm quê rồi đó. Mà tốn đủ thứ hết. Nhiều khi bứt 1-2 tháng lương là bình thường. Thậm chí là nhiều khi mình thấy xúc tích cả năm để về quê là nhiều khi không đủ nữa. Đủ thứ chi phí hết. Ở đây mình ra quốc lộ 1A rồi nha. Nó còn cái hướng bên trái mình đó là chợ Tân Hiệp. Hướng bên trái mà ở lộ đối diện nha. Chợ giờ này thì cũng dọn bớt rồi. Các bạn đi dắt sáng thì nó mới đông. Nhưng mà giờ này mình thấy cũng còn bán lai rai tới chiều lắm. Nó ra quốc lộ thì cái đường nó rất là sơm tụ luôn. Cái này nếu các bạn đi ngược cái hướng về sau lưng mình đó, thì đi về Long An hoặc đi về Sài Gòn nha. Ở đây lúc này có cái đèn đỏ nè. Mình nhớ lúc trước ở đây đâu có. Bây giờ thì đâu cũng gặp đèn xanh đèn đỏ. Đặc biệt là mấy cái trục lộ mà người ta qua lại nhiều á. Ở đường này nếu các bạn quẹo phải cái hướng vô chợ đêm nha. Nhưng mà lúc này mình thấy chợ đêm thì buổi tối nó bán cũng lay rai à. Không riêng gì khu vực thị trấn, mình đi Bến Tre hoặc là đi Mỹ Tho rồi cũng vậy nữa. Thậm chí là nhiều ngày đi ngang cái chợ nhìn nó vắng kinh lắm. Không biết cái dịp gần Tết này thì sao rồi. Thường thường mình thấy dịp gần Tết thì chợ đêm bán được. Chứ còn mà ngày thường thì thấy cũng gầu lắm. Nhưng mà lúc rài thì người ta mua đồ qua mạng nhiều lắm. Bởi vì nên những cái chợ truyền thống nó cũng hạn chế bớt rồi. Giờ đi chợ mình thấy đa phần người ta mua thực phẩm là nhiều. Còn mà những cái vụ như quần áo hoặc là ba cái phụ kiện rồi đó, mua được thì người ta mua trên mạng. Thậm chí là mua thuốc cũng vậy nữa, mua trên mạng thì nó cũng rẻ hơn. Như bây giờ thì đang có cái vụ khuyến mãi miễn ship rồi đó. Ở đây giờ mình sẽ quẹo vô trung tâm y tế huyện nha. Nè, phía dưới hai bên có hai cái hàng cây xanh nhìn rất là đã luôn nè. Ở bệnh viện thì mình thấy khá là bự á. Nhưng mình không có vô nha, mình chỉ quay phía ngoài thôi nha. Là bạn nào có vô thì gửi xe phía ngoài nè. Ở đây có để bảng giữ xe nữa nè. Thường là những cái trung tâm y tế dành cho các bạn đi lại buổi sáng thì nó mới đông, chứ còn mà đi giờ khác thì nó cũng vắng lắm, hoặc là đầu tuần á. Rồi clip mình kết thúc tại đây. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip khác.